cái cách mà ông bà chúng ta hồi xưa thư giãn bằng những gì hả anh chị? Đây, thì đây là một cái cách mà hồi đó gọi là xa xỉ luôn đó. Chứ thực sự bây giờ thì những cái mẫu, những cái thiết bị giống như thế này thì nó cũng đã có rất là hoài niệm rồi, cổ xưa rồi đó. Thì bây giờ để mà ôn lại kỷ niệm xưa đối với ông bà cha mẹ mình thì đây chính xác là những nhân vật này, cái thiết bị này anh chị. Đây là một đài loa FM, đài radio. Và hiện đại hơn bây giờ thì nó sẽ được cải thiện mới hơn. Thì giống như cái mẫu đài này thì nó có là sạc bằng năng lượng pin mặt trời luôn ha. Và nó kết nối bực Bluetooth, mình có thể kết nối vào điện thoại mình nghe nhạc được luôn. Nhưng mà tiếng chất âm của nó vẫn không thay đổi nha mấy anh chị. Cái tiếng chất âm của đài nó cực kỳ là nghe rất là hay. Nghe nó kiểu rè 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 mà nó nghe nó rất cực kỳ đã. Đây, đó. Anh chị chỉ cần bật lên như thế này thôi, xong rồi bắt đầu mình dò đài thôi. Ở đó chúng tôi đặt mức phí khác nhau với những nhóm du khách khác nhau. Ví dụ mức phí thấp với trẻ em. Cộng Hòa khoảng 8, lượng xe tập trung. Nhiều bác bây giờ nghĩ là những cái sóng FM bây giờ là nó hết luôn rồi, đâu ai còn nghe được đâu, nhưng mà vẫn còn nha. Từ đời sống vật chất, là thời sự, đồ thể thao, đồ tình yêu hay là những thứ gì đó, bất kỳ mọi thứ gì đó là đều còn hết ở trên đây nha anh chị. An toàn giao thông rồi nữa. Đây, đó. Đây. Mình chỉ cần dò sóng đài thôi, cực kỳ là dễ dàng. Quý Cộng Hòa, Tân Kỳ, Tân Quý cũng như vậy. Tuyến đường có nhạc nữa nha anh chị. Tôi kêu bạn cùng Bình Tân. Hiện tại thì áp lực giao thông cũng đông và chúng ta di chuyển với vật tốt. Nó có cái cần anten này bắt sóng cho mình tốt hơn ha. Nó có nghe ở trong nhà hay là ở ngoài trời thì vẫn đều là ok. Mẫu này là mẫu FP311BTS ha. Mẫu này khá là đẹp, rất là đẹp luôn. Thông tin trên đường Nguyễn Xí ra đường Phạm Văn Đồng. Đó, Nguyễn Xí ra Phạm Văn Đồng gì đó. Đấy. Đó, thì kết nối và sử dụng thì rất là dễ dàng. Pin ở trong đây thì nó xài là pin cho mình là đây. Mẫu pin này là pin sạc, bây giờ nó xài bằng dây sạc rồi, các bác có thể là sử dụng bằng năng lượng mặt trời luôn cũng được. Và bên hông đây thì nó còn có thể là kết nối được USB thẻ nhớ nè. Đó, nó có nhiều sóng là AN, FW, FM và một cái chế độ là nó là music, lúc nãy em kêu là kết nối được Bluetooth đó. Rất là hay, rất là đã. Nó còn thêm được hai cục pin lớn nữa nè. Bác nào thích chơi pin lớn thì cứ mua về và lắp vào thôi. Đây, và đây là một là mẫu đài loa FM ha. Ôn lại kỷ niệm xưa đối với ông bà, nếu như các bác muốn biếu một cái món quà nào đó cho nó ý nghĩa thì đây em nghĩ là cái mẫu đài này khá là thích hợp đó. Em này mang tên là FP310BT nha anh chị. Anh chị nào đang cần thì cứ để lại comment cho em nha.